Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Nana Nguyễn, rất vui gặp mọi người và chào mừng mọi người đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một đôi giày của Beatit. Và đây là một trong những đôi giày nằm trong bộ sưu tập ở Hà Nội, lấy cảm hứng từ Hà Nội. Và đây là một màu Chorus Grey và một trong ba màu đến từ Beatit. Thì hôm nay Nana sẽ giới thiệu nó cho tất cả mọi người cùng xem nha. Thì hôm nay á, tự nhiên mình nhận được cuộc gọi từ anh shipper và Ten. Đây là một trong ba đôi của đôi Hà Nội và mình đã chọn cho màu đen để làm review cho mọi người. Thì cái hộp giày thì vẫn như cũ ha, mọi người có thể xách đi như thế này. Rồi cái quan trọng nữa là có một cái hình logo đây. Lúc trước thì sẽ có cái hình là Beatit Hunter Twist Properly, nhưng mà bây giờ thì sẽ đổi là thành cái mảng kiểu Hà Nội để cho mọi người thêm nè. Đấy, nó sẽ như thế này. Và cái hộp chúng ta thì vẫn là chữ Beatit Hunter Twist. Thì đây, cái hộp của chúng ta sẽ có thế này, sẽ có một cái biểu tượng logo như thế này nè hả mọi người. Một cái logo mang phong cách khá là mới của Beatit. Và xung quanh của nó thì để mình sẽ lấy cho mọi người xem ha. Ở bên mặt phải của nó sẽ là có một cái tag như thế này. Đây, có nè, giá nè, mấy cái mã vạch nè, rồi cái lô thông tin và số, nhưng mà sẽ không có ghi tên màu, có màu đen thôi chứ không có ghi thẳng cái tên của nó. Thì bên hông của nó sẽ là cái logo Beatit Hunter Twist nè, thương hiệu của người Việt và đi và đã trải nghiệm đó. Thì bên này cũng vậy, Properly Made in Vietnam. Thì mình sẽ mở ra, thì mọi người chỉ cần đơn giản là mọi người sẽ mở như thế này. Đây, đó. Thì giấy bên trong sẽ là loại giấy giống những đôi Beatit Hunter Twist trước, có cái hình rất là đặc trưng nè. Đây, thì ở đây mình sẽ có một cái đôi như thế này. Cái điều đặc biệt ở đôi này á, thì có một cái sợi dây, dây hình dạng tròn chứ không phải là dạng như dẹp như hôm trước. Có một cái tạc, đây mọi người có thấy một cái thác, một cái thác lay thác, và có chữ Hà Nội, lay clock, ping pong, trick. Rồi, ok, mình sẽ đi hết bây giờ cho mọi người xem ha. Thì đây, cái nhìn sơ qua để cho mọi người có thể thấy kỹ. Nhìn sơ qua như thế này, đó. Hai mặt bên hai bên, phần trước. Thì mình sẽ đánh giá luôn cho mọi người là phần xung quanh của nó. Thì phần này sẽ rất là cải tiến. Đầu tiên á, cái mà mình thấy được đó chính là cái tag này. Cái tag này thì thường á, mọi người biết khi mà mình nhìn thấy á, mình sẽ nhớ à, cái đôi Jordan 4 á, thường nó sẽ có tag này, nó gắn ở đây nè. Nó sẽ treo lủng lẳng xuống và nó sẽ ghi chữ Nike Air Jordan, Nike Air. Và hoặc là một số đôi Jordan đó, nó sẽ có một cái tạc hình Jumpman rất là đẹp được treo như thế này. Thì đến đôi này nó cũng có và nó khiến mình rất ấn tượng. Nếu mà để như thế này để đi thì mọi người cảm thấy rất là lực nha, cực kỳ lực luôn. Nó sẽ làm bằng nhựa và sẽ ghi chữ Chris ở dưới là Beatit Hunter, được làm rất là công phu, các đường chỉ cũng rất là đẹp, mọi người có thể xem thế này đó. Thì đến cái phần thân của đôi giày này á, thì mình cái phần upper của nó làm rất là tốt. Nó sẽ chia làm 3 lớp. Thì nó vẫn là giải canvas nha mọi người. Thì cái phần này á, mọi người có thể thấy không, nè, có những cái nền gạch nè, những cái ngẫu hứng của những cái nét chi tiết nè. Và đặc biệt ở cái phần lớp này, họ sẽ dùng những cái đường chỉ như thế này nè. Đấy, họ sẽ mai lên cái phần trên như thế này, nó đi nè. Thấy những cái đường mọi người có thể thấy nè, thấy không, đây. Và cái phần này nó sẽ làm bằng cao su tổng hợp thì rồi, và nó có độ nhám nhám, nó có hai nét đi lên như thế này. Cái phần lớp thứ hai chia đôi giày ra hình hơn nữa như thế này á, thì cái chỗ này thì cái, đây là những cái họa tiết mà nếu như các bạn ngày xưa á, những cái bạn nào mà 9X mà đời đầu á, mọi người sẽ nhớ đến những cái nhà ngày xưa á, họ lót gạch nó sẽ có những cái họa tiết như thế này. Tại vì ngày xưa nhà mình nó cũng lót gạch, nó sẽ có những cái họa tiết như vậy, cho nên là khi mà mình nhìn vào, mình vừa nhìn vào thôi là mình nhớ ngay. Cái gạch ngày xưa nó rất là nhỏ, nó nhỏ một cục, nhỏ hơn rất nhiều so với những cục gạch bây giờ, và nó có những cái họa tiết hoa như vậy nè đó, thì rất là y hệt luôn. Thì cái nền cảm hứng này á, nó lấy từ văn hóa Hà Nội, từ những ngôi nhà Hà Nội. Thì các bạn biết á, những ngôi nhà Hà Nội thì nó có một cái chất cổ, chất xưa, cho nên là những cái loại gạch này mọi người sẽ thường dễ thấy. Và đến cái phần này
cái phần này thì đây là một cái lớp mà gọi là nhựa rất là dẻo mềm, thì nó chia cái phần phần dày này ra thành ba lớp. Thì các bạn đã thấy là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Cái phần miếng nhựa màu đen này nè, mình không biết là tác dụng của nó gì, có thể là nó sẽ kiên cố cái phần phía sau giày, cái gót chân của các bạn lại, thì nó tạo cho các bạn là 3 lần. Thì nó chỉ có bắt đầu từ đây nè, đi chảy dòng xung quanh đến cái phần dưới bên đây, thì mọi người có thể thấy ha. Thì cái này thì mình nghĩ là nó sẽ giúp chúng ta có cái độ cứng cáp của phần gót. Phía trước á thì họ chia làm hai lớp, một lớp layer thôi, giống như là những đôi trước. Và cái mà mình cảm thấy bị ấn tượng ở cái đôi này, thì với cái tầm giá này á mà họ đã dám đầu tư các bạn là da lộn. Thì mọi người có thể thấy nè, da lộn này thì xuất hiện ở đâu? Cái đôi 700 Air Max 1 thì mình thấy nó là bắt đầu đã bị bất ngờ rồi. Ở cái phần cắt ở đây nè, các bạn có thể thấy không, cái phần cắt của những đôi này nè, nó cắt rất đều và đẹp, không có bị mà tư lông lá lâm hết. Đến cái phần này thì giải vẫn là giải canvas, nhưng mà sẽ được in theo kiểu rất là ngẫu hứng, và khi giờ vào thì sẽ có cảm giác là chống nhăn và chống nước. Thì mình đọc được cái số thông tin ở trên kia thì họ sẽ ghi là chống hạn chế, chứ không phải là chống, hạn chế khả năng gãy mũi cũng như là một số trường hợp có thể xảy ra giống như những đôi trước. Và cái chất liệu in lần này cũng rất là xịn sò, mọi người thấy nè, giống như cái đôi mà khu cách ly vừa rồi mình mua. Thì cái đôi này á, lúc mà mình mua á thì nó cũng không có cho mình nhiều thứ đâu, nó chỉ cho là đôi giày, thậm chí là chả có dây, chả có thạc, chả có cái gì hết á. Mọi người có thể thấy là với tầm một giá tiền như thế mà mình mua được cái đôi này á thì nó rất là lời. Nó có một cái lây tạc, nếu như sau này các bạn gắn cái lây tạc ở đây á thì sẽ rất là đẹp, rất là lấp lánh. Cái phần ở trên này á thì mọi người có thể thấy nè, mình sẽ cho mọi người thấy là họ sẽ dùng dây, cái phần dây tròn, và nó sẽ có kiểu giống như là dây thừng á, xung quanh là được bao phủ bởi một lớp da lộn rất là đẹp. Xung quanh mọi người thấy nè, thấy không, nó chia thành hai mảng luôn, nó sẽ chia được cái phần này của phần upper ra. Mọi người có thể thấy nó được bao phủ bởi lớp da lộn nè, vẫn có chi tiết là cọng dây điện nè mọi người. Đây, cọng dây điện nó sẽ trải dài xung quanh đôi giày giống như đôi Vintage Twist trước kia ha. Họ chọn rất là hay, thay vì họ chọn màu xám thì họ sẽ chọn cái màu in hình lên, vì đây là một trong những cái công nghệ mà mình thấy BTS đã áp dụng rất là đẹp, nhất là những cái đôi này nè và đôi này nè. Nó tạo ra cái màu nó bị hài hòa chứ không phải là bị một màu. Phần lưỡi gà thì họ đã tiết chế lại, vì một số phản ánh á thì đôi giày này mang rất là cảm giác rất là nóng, cho nên phần lưỡi gà á đã được tiết chế lại. Người thấy không, nó sẵn có một cái tag BTS Hunter Twist làm bằng nhựa và được may vào, nhưng mà nó có một lớp đệm canvas nhẹ nè, mọi người thấy ha, rất là mỏng luôn. Và với việc cái lưỡi gà mỏng như thế này á thì nó sẽ giúp cho việc thông khí tốt hơn so với những đôi cũ. Cái phần này thì mình cảm thấy là nó cũng khá là off-white đấy, nó kiểu nó bị cắt ra và nó không có cái gì để bao phủ lại cả, thì mình cảm thấy nó khá là off-white. Thì có một cái tạc ở đây, mọi người có thể thấy nè, một cái tạc chất liệu thì như những cái tạc bình thường thôi. Phần hông á, phần phía đuôi giày á thì cái mông này á, họ sẽ cho cái họa tiết này nó nổi lên, đó tính là cái họa tiết nền gạch nè. Cái chữ BTS Hunter Twist sẽ được in vào trong chứ không phải là dán lên, in vào trong. Và cái chất liệu của nó thì mình không biết, nhưng mà mình thấy nó sẽ là màu bạc rất là nổi dưới phần da lộn. Đây là cái phần ôm cái gót chân chúng ta lại. Phía bên này thì vẫn là chữ Broccoli Made in Vietnam, nhưng mà mình cảm thấy á thì nó, nếu mà làm cái gót như thế này á, cảm thấy nó rất đơn giản, thì nó sẽ bị kiểu hơi bị, mình cảm giác là chỗ này nó hơi bị lỏng lẻo. Với thiết kế như thế này thì mình cảm thấy cái tạch này nó sẽ làm lỏng lẻo phần mông giày. Đó, thì đây là những cách nhìn của mình, mọi người có thể thấy đây là mặt trước nè, mặt hông nè. Phần áo xôi thì mọi người cũng có thể thấy rồi, chất liệu light traction rất là nhẹ và nó giúp chúng ta bám được các thời tiết như kiểu như là trời mưa nè, nắng là rất là ok luôn, và cũng không có gì thay đổi nhiều. Chẳng là chữ BTS cũ nằm ở đây ha, số size. Và cái đế thì mình đã làm trong những cái video trước cho mọi người rồi, thì những cái về phần áo xôi này á thì
thì nó sẽ khó mà các bạn có thể vệ sinh nó sạch 100%. Cho nên là đến một thời điểm nào đó thì các bạn chỉ có thể vệ sinh nó khoảng 90% thôi. Giống như những cái đôi mình để ở đây nè, mọi người thấy bây giờ vệ sinh nó không có ra và nó sẽ bị những cái đốm nhăn. Đây, thì mình sẽ lấy cho mọi người xem. Đó, cái này là mình đã vệ sinh rồi đó nhưng mà vẫn không thể nào ra được hết. Thì các bạn có thể thử đi những cái chỗ vệ sinh chuyên nghiệp xem thế nào. Nhưng mà cái phần này mọi người nhớ để ý nha, những đôi cũ á, thì nếu mà các bạn làm mạnh nó sẽ bị chảy đi á, thì lúc đó là sẽ khó để mà hồi phục lắm. Vì cái này là mình chỉ sơn thôi, như thế này mình đi thì mình đã quẹt vào một cái vật rất là cứng và nó tạo nên bị chúng ta như thế này. Tại vì đây là chỉ có lớp sơn xịt lên vào thôi, nên mọi người phải lưu ý về vấn đề đi ở những đôi này. Ở phía trong cái lót á, thì mình sẽ lấy cho mọi người xem. Thì cái lót họ sẽ lấy, họ sẽ in toàn bộ cái hoa văn lên trên này. Và khi các bạn sờ vào á, nó có một cái độ nhám để nó bám chân rất là tốt nha. Và những cái chi tiết ở đây mọi người có thể thấy nè, rất là đẹp đúng không? Chi tiết nền nhà nè, có những cái hình nó loang loang ra với nhau nè. Và cái mặt phía sau á, thì sẽ có những cái hộp hình tròn nè. Và đây là giúp cho chúng ta bám được vào cái phần của đôi giày rất là tốt. Và một cái điều này mà khiến mà mình rất là chú ý khi mà mình lấy ra, đây là lần đầu tiên mình thấy á, hay kiểu như là đây là size 41 thì các bạn sẽ cắt nó ra ở đây, tới 42 thì các bạn cắt ở đây, tới 43 của mình á thì nó sẽ là ôm lên trên này đó. Vậy là mình 43 thì mình sẽ lấy luôn cái phần trên này. Còn nếu các bạn nào muốn đổi size thì các bạn sẽ cắt ra như thế này, nó có để cho các bạn luôn, kiểu như cho các bạn tự custom luôn. Và cái phần này thì mình theo mình đánh giá thì nó cũng chỉ là vừa thôi, khá là mỏng, không có dày như là ananas. Nhưng mà về độ công phu thì mình cảm thấy bi tít. Dạo rồi đây quá lực mọi người, rất là đẹp. Thì trong bộ sưu tập lần này á, theo mình đánh giá thì hầu hết là từ ý tưởng đến thiết kế mọi thứ nó đã đi lên một cái phần mới rồi, chỉnh chu hơn, ý tưởng đẹp hơn. Và với bộ sưu tập này mình cảm thấy là ở đâu đó trong mảng thiết kế lẫn như những chi tiết mà anh Việt Mát ảnh làm á, nó rất là đẹp và nó rất là hài hòa. Cùng với những cái chi tiết mà những đôi giày mà mọi người gọi là tầm thế giới á, thì mọi người thấy nó đã về rồi. Kiểu như da lộn nè, một số thứ và cách in trên giải canvas nè, và một số kiểu nhỏ nhỏ giống như là lay thạc nè, và cái lưỡi gà rất là mềm. Thì mọi người có thể thấy đó là trong những cái chi tiết mà khiến đôi giày chúng ta được đi lên. Và mình nghĩ rằng trong tương lai thôi, những đôi giày BTS hoặc những đôi giày thương hiệu Việt Nam nó sẽ đi lên. Và với mình á, khi mà lúc mà mình xem cái video về quảng cáo thì mình sẽ lồng vào đây cho mọi người xem. Thì với cái video quảng cáo này á, mình cảm thấy là đôi giày này nó cũng tự tự như đôi kia thôi, và nó lấy nguồn cảm hứng khác. Nhưng khi mà cầm trên tay có được những thứ mà các bạn khi sờ vào các bạn sẽ thấy, thì nó mang một cái gì đó rất là gọi là tâm huyết. Các bạn có thể thấy là đây, với cái lay thạc như thế này nó rất là đẹp. Và mọi người thử đi xem cái lay thạc này, nếu mà một đôi giày khác á làm gì có. Và đây là sản phẩm khu cách ly, và khi mình mua thì chỉ có mỗi đôi giày thôi. Thì đối với mình đây là một sản phẩm kiểu là để mình nhớ về ngày Covid thôi. Và những cái sản phẩm như thế này thì mình mong rằng BTS Hunter sẽ ngày càng phát triển nữa, cũng như là BTS Việt Nam. Thì mình một lần nữa, Nara Nguyễn, rất vui khi được có trong tay những sản phẩm này, và mình mong rằng mọi người cũng sẽ ủng hộ và cũng sẽ giúp cho giày Việt chúng ta tiến xa nữa. Và điều cuối cùng mình có là xin chào.